Hôm nay trời mưa đâm đâm, mấy anh em đi chích cá mọi người, đi bắt cá. Vô tới rồi mọi người, tới chỗ chích rồi. Vô tới trong cái nhà quan nha mọi người. Sợ ma quá. Nè, cái nhà quan nhà này bỏ lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Mình đem hai máy chích luôn nha các bạn. Rồi xuống mấy cái mương suối hồ chích nha mọi người. Ôi giời, sâu quá. Ướt rồi. Thế này, vậy mà sâu cái gì? Nguyên hồ bự này mà chưa thấy con cá nào hả mọi người? Con tôm đầu tiên mọi người. Con tôm gì cũng không biết luôn. Đang thu thì lùi vậy. Có được một con rồi các bạn ơi. Cái gì đây? Hả? Cá gì vậy? Lóc hả? Ồ, được con cá lóc rồi các bạn ơi. Rồi, con cá lóc đầu tiên. Đây, anh cá lóc nè các bạn. Ớt. Ớt hay tôm ạ? Tôm hả? Tôm rồi. Dưới thì nó. Đó, đó, cái gì vậy? Một con cá trắng rồi. Nghe ơi. Nghe. Con gì nữa vậy? Ô lươn hả? Ô lươn. Lươn con mà. Ơ chất da rồi. Không không. Chất này. Quăng không lên. Rồi nó chui đâu rồi? Ủa sao rớt xuống lũi đâu lẹ vậy? Nhãn mọi người. Đi vào cái vườn nhãn của người ta luôn. Không có các bạn ơi, được có một con à. Bẻ nhãn ăn. Chậm nhãn của ta. Mời các bạn nha.
Lương. Lương chạy. Thấy Lương chạy luôn. Nhỏ. Cầm tay hả? Ừ, cầm tay. Lọc. Nè. Tay xuống. Xuống chỉ không dưới, dưới. Đúng không? Được. Mưa quá các bạn ơi. Cái chỗ đục mưa đây. Thấy được một cái chuồng bò là leo vô nước mưa luôn. Vậy là về các bạn ơi, đây như đây rồi. Đây thắt rồi, đủ ăn rồi, đủ nướng rồi. Rồi ở trong trong rậm này được mấy con nữa. Để kia được mấy con nữa. Rồi bye bye, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Ê, cá đã lên bếp rồi nha anh em. Nguyên buổi sáng ngày hôm nay đó.